Giới thiệu các bạn 10 vị thuốc trị bệnh có sắc ve sầu. Ở Việt Nam và Trung Quốc thì sắc lục có ve sầu được sử dụng như một trong vị thuốc. Vị thuốc sắc ve sầu có các tên gọi khác như là thuyền thoái, thiến toái, thiền sắc, thiền tuế. Dưới đây là 10 bài thuốc trị bệnh có sử dụng sắc ve sầu mình muốn giới thiệu với các bạn. Trước tiên ta tìm hiểu một chút về cái vị thuốc sắc ve sầu này. Theo y học cổ truyền, sắc ve sầu có vị ngọt, mặn, tính mát, đi vào kinh can và phế, có tác dụng là tán phong nhiệt, giải kinh, tuyên phế, thấu động trần. Sắc ve sầu được sử dụng để chữa các chứng như là động trần, phong trần, trẻ con kinh giật, trúng gió, choáng váng, mất tiếng, mắt có màng mộc và viêm tai giữa. Ở trên thế giới có khoảng 2.000 loài ve sầu, cho nó phổ biến là ve sầu châu chấu, ve sầu dế, ve sầu lạnh Mông Cổ và ve sầu gấu Takasago. Theo những nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy là vỏ ve sầu có chứa một lượng là chitin, protein, axit amin, axit hữu cơ, hợp chất phenolic và các nguyên tố vi lượng khác nhau. Ở trong đó có 16 nguyên tố thiết yếu cho cơ thể con người, bao gồm sắt, mangan, canxi, magie, kẽm và phosphor. Vỏ ve sầu thì có tác dụng là an thần, giảm đau, chống co giật, chống dị ứng, chống virus, chống khối u và nhiều tác dụng khác. Nó có thể được sử dụng trong lâm sàng và điều trị các bệnh khác nhau trong các lĩnh vực như là nội ngoại phụ và nhi khoa. Theo nghiên cứu của y học, thiếu hụt mangan trong cơ thể có thể gây ra co giật, đặc biệt là trẻ em. Tác dụng chống co giật của sắc ve sầu có liên quan đến hàm lượng mangan cao. Liều dùng thì trong các bài thuốc thường dùng 2-5 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc là thuốc bột. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn một số bài thuốc có sắc ve sầu theo y học cổ truyền. Nhất là bài thuốc chữa viêm phế quản, ho, mất tiếng. Các thành phần gồm có thuyền thoái 3 gram, cát cánh 5 gram, nghi bằng tử 10 gram, cam thảo 3 gram. Ta đổ 400 ml nước, sắc còn 200 ml, chia vào làm 3 lần uống trong ngày, uống khi thuốc còn ấm. Thứ hai là chữa phong trần ở trẻ em, thì gồm các vị như là thuyền thoái 8 gram, kim ngân hoa 8 gram, bồ công anh 8 gram, xích thượng 8 gram, bạc hà 6 gram, kinh giới 2 gram. Thang thuốc này ta sắc 400 ml nước, còn 200 ml, chia làm uống 3 lần trong ngày, uống khi thuốc còn ấm. Và chữa bệnh sởi, bài thuốc thứ ba là chữa bệnh sởi. Gồm có các vị thuyền thoái 6 gram, cát cánh 12 gram, liên kiều 8 gram, xích thượng 6 gram, bối mẫu 4 gram, kinh giới 6 gram, cam thảo 2 gram. Cũng cách sắc cũng như trên, sắc 400 ml nước, còn 200 ml, chia uống cả ngày, uống cái thuốc còn ấm. Bài thứ tư là chữa kinh phong co giật, gồm có các vị như là sắc ve sầu 3 gram, thiên nam tinh 3 gram, cam thảo 3 gram, sinh khương 3 gram, đại táo 3 gram, toàn yết 1,5 gram. Tất cả các vị thuốc trên tán làm tất cả làm khô tán bột, ngày uống 2-3 lần trong ngày, uống khi thuốc còn ấm. Và thuốc thứ năm là chữa các chứng khóc đêm ở trẻ em hay còn gọi là khóc dạ đề, thì gồm các thành phần đó là 7 đến 9 sắc ve sầu, thế này ngắt bỏ đầu và chân, hai ngọn rau kinh giới, chưng cách thủy hoặc là hấp cơm lấy nước cho trẻ uống. Và thứ sáu là chữa mụn nhọt thể dương mới phát ở vùng đầu mặt, thì gồm các vị như là cam thảo sống 10 gram, sinh địa 60 gram, tang diệp 60 gram, thuyền thoái 20 gram, sắc với 100 ml nước, chia khi mà sắc còn 200 ml, chia 3 lần uống trong ngày, uống cái thuốc còn ấm. Và thuốc thứ bảy là chữa chứng mắt có màng mộc, thì gồm có các vị như là thuyền thoái thì anh bỏ đầu và chân 3 gram, xà thoái 3 gram, xuyên khung 3 gram, trích thảo 3 gram, bạch thực lê 12 gram, phong 12 gram, xích thượng 12 gram, thương chuột 8 gram, hương quy 8 gram, thạch quyết minh 20 gram, sắc với lại 400 ml nước, còn 200 ml chia làm 3 lần uống trong ngày, uống khi thuốc còn ấm. Và thứ 8 là chữa chứng mắt sưng đỏ, gồm có các vị thuyền thoái 5 gram, đăng tâm thảo 5 gram, kim ngân hoa 12 gram, long đờm thảo 12 gram, thảo quyết minh 12 gram, sinh địa 12 gram, quốc hoa 12 gram và liên kiều 10 gram. Sắc 400 ml nước, đến khi còn 200 ml, chia uống 3 lần trong ngày. Bài thứ 9 là trị bệnh uốn ván, gồm có các vị như là lại ve sầu này, ta thì cắt bỏ đầu và chân, lau khô rồi xay mịn. Người lớn thì uống 3 lần trên ngày, mỗi lần 3-5 gram, pha với 2 lạng rượu gạo. Đối với trẻ em thì giảm liều lượng. Bài thứ 10 là chữa bệnh mề đay mạn tính, thì gồm có các vị sắc ve sầu, bạch tật lê xay bột và mật ong thích hợp.
Thế anh làm thành viên, mỗi viên nằm khoảng 3 gram, uống 2 3 lần trên ngày, mỗi lần một viên, uống nước khi còn ấm. Những kiêng kỵ khi dùng bài thuốc có sắc ve sầu: phụ nữ có thai tuyệt đối không được dùng. Ở những trường hợp bệnh nhân vàng da, phát ban, suy nhược cơ thể và cảm lạnh thì không nên dùng. Một số người mẫn cảm với các thành phần trong sắc ve cần thận trọng khi dùng. Nếu có triệu chứng là buồn nôn, chóng mặt, phù nề, mệt mỏi, cần đến bệnh viện ngay để được xử lý kịp thời. Lưu ý là bài thuốc chỉ mang tính minh họa, khi có bệnh thì cần được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền, tránh tự ý dùng thuốc để dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.